Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 15 tháng 3 năm 2024 ạ. Thì tối hôm nay bên cơ sở là rừng em có cặp bến ngập nhà, những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm nhất để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin hay số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hài ạ. Dòng lan hài Henry cực kỳ là đẹp mà hôm nay hàng nhà em vừa về đấy ạ, những cây lan hài Henry. Hài Henry thì đang chuẩn bị sắp đến mùa hoa rồi cô chú anh chị này. Và là cái thời điểm mà cô chú anh chị trồng rất là tuyệt vời, để cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức hoa trọn vẹn. Và 1 kg của dòng lan hài Henry này thì em đang để giá có 130.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và đây là cái mặt bông của dòng lan hài Henry. Cây này thì sai bông tự nhiên. Đó, sai bông tự nhiên mang hình dáng chiếc hài màu hồng rất là xinh đẹp như thế này. Thì 1 kg hài Henry xin nhắc lại, em bán với giá sẽ là 130.000 cho 1 kg. Đó, cô chú anh chị nhìn ạ, cây rất là khỏe và đẹp luôn. Em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Đây em đang cân một cái lượng, chỗ này thì chỉ rơi vào có 0,2 kg thôi ạ. Đó, với 0,2 cô chú anh chị được rất là nhiều như thế này rồi. Tuy nhiên thì em xin phép được bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Bởi vì là cứ cân ít quá thì bên em cũng nó cũng sẽ hao cân ạ. Với giá xin nhắc lại là 130.000 cho 1 kg cái dòng lan hài Henry này. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hài dâu xanh. Một cái trong những cái dòng lan hài với những cái cần hoa vươn cao vút và những cái chòm dâu mà rủ dài màu xanh xoăn tít ở hai bên cạnh rất là độc đáo và đẹp. Thì cái dòng lan hài dâu xanh này em xin phép được bán với giá sẽ là có 90.000 cho 1 kg thôi, dòng lan hài dâu xanh cô chú anh chị nhé. Dòng này em sẽ bán ngay từ 0,3 kg cho cô chú anh chị mình. Và bên này đây thì em đang có những cây lan hài hồng ạ. Những cây hài hồng thì cô chú anh chị nào chơi lan lâu thì chắc chắn là biết những cái giá trị của dòng lan hài hồng rồi. Một cái chậu lan hài hồng từ 1 cho đến 2 cây thì người ta cũng đã bán hơn 100.000 rồi. Và đây là cái vẻ đẹp của dòng lan hài hồng, dễ thuần dễ chăm mọi vùng miền luôn cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị mình có thể sưu tầm những cây hài hồng để về trồng chăm cho sân vườn với những cây hài rất là bông hoa khi sổ rất là xinh đẹp như thế này. Và phần ở đây thì em đang chia theo phần ạ. Hình này em gọi là cái hình số 1 nhá cô chú anh chị nhá. Hình số 1 này có tất cả là 5 cây hài hồng. Em xin phép được bán với giá là 80.000 cho 5 cây này ạ. Và sang hình số 2, hình này cũng là 5 cây và em bán sẽ bán hình này với giá là 70.000. Và hình số 3, cái lô này thì em đang có 1 này, 2, 3, 4 cũng là 5 cây nhá, chú ý chị nhá. 5 cây hài hồng này em bán với giá là 70.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4 ạ. Hình số 4 ở đây đang có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây hài hồng. Lô này thì em xin phép được bán 80.000 và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Hình số 5 thì cũng có 5 cây hài hồng cực kỳ là xinh luôn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 cây ạ. Phần này em bán là 80.000 nhé. Và sang hình tiếp theo là hình số 6. Em còn đúng 6 hình hài hồng duy nhất này thôi. Cây rất là khỏe và đẹp luôn, cái hình số 6 này. Có 5 cây cực kỳ là xinh luôn, khỏe khoắn đẹp như thế này. Và hình này em xin phép được bán với giá cũng là 80.000. Và ngoài ra thì em còn có cả những chậu lan hài thuần để cô chú anh chị mình có thể lấy về chỉ việc chờ để mà thưởng thức hoa thôi ạ. Một trong những dòng lan hài được gọi là đẹp trong tất cả những dòng lan hài của Việt Nam đó là dòng lan hài Helen cô chú anh chị nhé. Những bông lan hài Helen sai hoa chi chít và với những bông hoa vàng được mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng đấy ạ. Một chậu duy nhất này thôi cô chú anh chị nhé. Em bán là 170.000 cho một chậu. Và ngoài ra thì bên này em đang có những cái chậu lan hài cũng là dòng lan hài, ở đây sẽ là hài Henry ạ. Hài Henry thì em có cả hàng thuần và hàng thuần và hàng 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 kg cô chú anh chị nhé. Thì mỗi một cái chậu lan hài Henry này nếu cô chú anh chị mà không đủ tự tin để mà mình trồng ấy ạ, thì cô chú anh chị mình có thể sưu tầm cho em những cái chậu lan hài Henry đã thuần sẵn đẹp như thế này với giá chỉ có 100.000 cho một chậu thôi. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan hài Cosy ạ. Những cây lan hài Cosy, nói chung là mỗi một cây lan hài nó mang một cái vẻ đẹp riêng. Đó, hài Cosy đây cô chú anh chị nhé. Và nó có hơi cái sắc hoa nó hơi màu đỏ một chút ạ. Và cái nắp trắng cũng rất là xinh đẹp. Dòng lan hài Henry
Cosy cũng vậy, sai hoa rất là tự nhiên luôn ạ. Và một cái chậu lan hài Cosy này thì em xin phép được bán với giá sẽ là như nhỉ? 110.000 cho một cái chậu lan hài Cosy ạ. Rồi ạ, sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan ngọc thạch ba màu. Thực sự thì hiếm có một cái lô ngọc thạch ba màu về nó đẹp như thế này ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em, có những cái thân nó to đùng như thế này này, siêu to khổng lồ và căng mướt mỡ màng. Mầm gốc đang lên rất là đẹp luôn. Nói chung là cái mùa mà cô chú anh chị vừa được thưởng thức hoa mà lại có một cái mùa mầm để mà chăm ngay từ khi mà nó mới bắt đầu lên như vậy đấy ạ. Và 1 kg ngọc thạch 3 màu hàng Bắc chuẩn nhé cô chú anh chị nhé, sẽ cho 3 màu sắc và size bông vô cùng. Với giá chỉ có 150.000 trong 1 kg thôi, em bán ngay từ 0,3 kg. Và sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan Hoàng Thảo Trúc Mành. Hàng cũng không còn nhiều, cái lô này thì cái lô này về hiện tại thì lác đác đâu đây đã có những cây bắt đầu là nhú nụ rồi đây cô chú anh chị nhỉ. Đã có những cây bắt đầu là nhú nụ rồi cô chú anh chị có thể nhìn thấy ạ. Dòng hoa này thì sẽ với 3 màu sắc rất là sắc nét luôn. Và 1 kg của hàng này thì em đang bán với giá Trúc Mành ạ, 180.000 trong 1 kg cô chú chị nhé. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Đây, với 0,3 cô chú chị mình có thể sở hữu cả một cái phần gần như là được cả một lô rất là nhiều như thế này rồi. Tức là chỉ rơi có hơn 50.000 thôi cô chú chị có một cái phần lan rất là đẹp như vậy. Sang bên này đây thì em có một cái hai cái phần kiều vàng cô chú chị nhé, hai lô kiều vàng. Lô này gọi là lô số 1 này. Cây rất là dài, mập và đẹp luôn. Cô chú chị mình có thể làm một cái giò rất là đẹp. Cái lô này em xin phép được bán với giá một cái lô kiều vàng rất là mập đẹp này, em xin phép được bán với giá là 60.000 nhé cô chú anh chị nhé. Và lô số 2 ạ, lô số 2 này em xin phép được bán với giá là 35.000. Đấy, em có hai cái lô kiều vàng như vậy cô chú anh chị mình có thể sưu tầm. Cái lô này thì cây ngắn hơn nhưng mà cũng rất là khỏe, rất là xanh tươi và đẹp. Tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan trầm tím hàng rừng, trầm tím rừng. Hàng gần như là toàn bộ đều là 100% thân tơ cô chú anh chị nhé, thân mập nú như vậy đấy ạ, rất là đẹp. Hiện tại thì cây đang bắt đầu là chuẩn bị lên mầm gốc cũng như là chuẩn bị cho một mùa hoa mới. Nói chung là cô chú anh chị lấy bây giờ là sẽ được thưởng thức hoa trọn vẹn luôn. Riêng cái dòng trầm này thì em nghĩ là bất cứ một anh chị chơi lan nào chắc chắn là cũng không thể thiếu trong sân vườn đúng không ạ. Và 1 kg của cái dòng lan trầm rừng này em xin phép được bán với giá chỉ có 360.000 cho 1 kg thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,2 kg. Đây cô chú anh chị nhìn cho em, với một cái lượng hàng 0,2 cô chú anh chị mình có thể sở hữu một cái phần rất là đẹp như vậy đấy ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan một phần sơn thủy tiên duy nhất nhé cô chú anh chị nhé. Đây, cái lô sơn thủy tiên xinh xinh này em đang để giá là 35.000 cho toàn bộ lô sơn thủy tiên này ạ. Và sang bên này thì em có những cây lan hoàng thảo kèn, có những cái bông hoàng thảo kèn thời điểm bây giờ đang sổ hoa với những cái bông hoa cực kỳ là tím đậm đà đẹp như thế này này. Đó, cô chú anh chị thấy ạ, bông hoa sắc hoa cực kỳ là tím. Hiện tại thì cây hoàng thảo kèn đang nụ như vậy nhá. Em đang để giá có 320.000 cho 1 kg thôi. Và em sẽ bán ngay từ 0,2 kg cô chú anh chị ạ. Với 0,2 thì cô chú anh chị mình có thể có ngay những cái thân kèn đang nụ để mà cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa. Có ngay một cái phần khá là nhiều những cái thân kèn đang nụ. Như vậy để cô chú anh chị mình có thể thưởng thức hoa. Đó, cô chú anh chị có thể xem, cân đối để mua một cái phần lan đẹp để mà thưởng thức hoa cũng như là làm giống cho sân vườn của mình. Tức là hơn 60.000 để cô chú anh chị mình có thể có những thân kèn rất là đẹp rồi. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng đai châu Thái. Đây là những cây đai châu Thái mà đã được bóc trụ tại vườn Việt Nam cô chú anh chị nhé. Đã được trồng thuần tại vườn Việt Nam và bóc trụ tại vườn Việt Nam đấy ạ. Ngay từ những cái cây thân lá của chú anh chị đã có thể thấy được những cái màu sắc mà nó sẽ cho đúng không ạ? Rất là nhiều những màu sắc. Riêng dòng châu Thái này thì em đang bán là 350.000 trong 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg ạ. Với 0,3 cô chú anh chị mình có thể sở hữu khoảng tầm 5 cho đến 8 cây cô chú anh chị nhé. Dạ, một cái lượng hàng như thế này. Tức là 5 cho đến 8 cây cô chú anh chị mình chỉ phải bỏ tiền ra, số tiền là 105.000 đã sở hữu một cái phần đai châu rất là đẹp như thế này. Còn nếu cô chú anh chị mà muốn chọn những cây đai châu gọi là chuẩn màu sắc ạ, thì cô chú anh chị có thể chọn đây cho em cô chú anh chị nhé. Một cái mã màu mà em nghĩ là những ai yêu thích cái dòng đai châu thì chắc chắn là đều muốn sưu tầm, đó là châu hồng gành sen. Với dòng trong những dòng châu mà cực kỳ là giá trị, bông hoa rất là, với sắc hoa cực kỳ là đẹp đúng không ạ. Châu hồng gành sen thì vừa rồi ạ thì đã sổ hoa và mỗi một cây có thể cho tầm 1 cho đến 2 chùm hoa rồi, 1 cho đến 2 cần hoa rồi đấy cô chú anh chị, châu hồng gành sen đây nhá. Thì một cây châu hồng gành sen như thế này em đang để giá có 90.000 trong một cây thôi ạ. Ngoài ra thì em đang có cả châu đỏ gấm, cây châu đỏ nhá cô chú anh chị nhá, châu đỏ. Cây cam lửa ấy ạ, châu cam lửa, một cái sắc hoa đỏ rất là đẹp luôn. Thì một cái cây châu cam mà đã sổ hoa tại vườn rồi, em đang để giá một chậu châu cam như vậy là 80.000 cho một cây thôi cô chú anh chị nhé.
80.000 cho một cây mùa hoa vừa rồi thì cây đã sổ hoa hết rồi đấy ạ. Các cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng châu màu cam đỏ rất là tươi, rất là nổi bật như này. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Những bông hoàng thảo chuỗi ngọc mà một cái dòng lan không chỉ đẹp thân lá mà với những cái bông hoa cũng rất là sắc nét như thế này cô chú anh chị nhé. Thời điểm bây giờ thì cây đang cho hoa và cũng đang cho nụ. Và mầm gốc, dàn mầm gốc cũng đang lên rất là nhiều. Riêng dòng hoàng thảo chuỗi ngọc này, một cái chậu mà sum xuê như thế này này cô chú anh chị này, đang nụ và đang hoa cô chú anh chị nhé. Đẹp, đang nụ và đang hoa. Đó, thân rất là đẹp luôn. Đấy, mầm gốc lên chi chít như vậy. Em đang để giá có 150.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. 150.000 cho một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này thôi. Cô chú anh chị mình mua cái hàng dòng hoàng thảo chuỗi ngọc mà hàng kg ấy ạ. Nhìn thì rất là chán và về chưa chắc cô chú anh chị đã trồng thuần được mà giá cũng đã tầm 180 trở lên rồi. Thì ở đây là một cái chậu chuỗi ngọc đẹp như thế này. Đó, giá thì chỉ có rơi có 150.000 cho một chậu thôi. Riêng dòng chuỗi ngọc này nó không phải là một cái dòng lan mà dễ dàng thuần đâu cô chú anh chị ạ. Nó cũng là một trong những dòng lan khó tính. Cô chú anh chị mua về một cân chưa chắc đã được một cái chậu lan đẹp như vậy, chuỗi ngọc đẹp như vậy đâu ạ. Đây, hàng đang nụ như thế này để cô chú anh chị về có thể thưởng thức hoa luôn nhé cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo chuỗi ngọc đẹp ạ. Xin nhắc lại giá chỉ có 150.000 cho một chậu thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu đen đô xuân. Thời điểm bây giờ cũng có những cái thân nó đang nụ này. Đó, hàng này thì đã trồng thuần tại vườn Việt Nam mình rồi ạ. Không được kích hoa nên là không chi chít nụ như là cái hàng Trung Quốc. Nhưng mà cái hàng này thì cô chú anh chị về thì lại trồng rất là đảm bảo luôn cô chú anh chị nhé. Tại vì nó đã thuần tại Việt Nam mình rồi mà. Về thì cô chú anh chị muốn có thể kích hoa để nó có thể cho những bông hoa đẹp. Em đang để giá một cái chậu như thế này có 150.000 thôi mà rất là sum suê. 150.000 cho một cái chậu đen đô xuân mà rất là to, nhiều thân như thế này. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây giả hạc hoa hồng đỏ. Những cái bông hoa giả hạc hoa hồng đỏ, những chậu giả hoa hồng đỏ của chính chị nhá. Trước đây hình như đâu là em đã từng bán mỗi một thân hơn 100.000. Đây, những bông hoa giả hạc hoa hồng đỏ này cô chú anh chị này, rất là xinh đẹp ngay cả buổi tối mà bông hoa vẫn không có cụp mà sắc hoa rất là tươi sáng và đẹp như vậy đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em rất là xinh đúng không ạ? Thì một cái chậu lan, một cái chậu lan như thế này. Rơi từ ít nhất là 7 thân trở lên cô chú anh chị ạ. Rất là yêu luôn nếu mà nở tại vườn cô chú anh chị. Chắc chắn là cũng sẽ là những cái giò lan rất là xinh đẹp. Một cái chậu như thế này thì rơi ít nhất là 7 thân cô chú anh chị nhé. Mầm gốc đang lên rất nhiều. Thì em đang để giá có 100.000 cho một chậu thôi ạ. Và sang bên này đây, những chậu lan hạc vĩ thiên cung lự bố. Dòng hạc vĩ thiên cung lự bố không phải là hoa nhạt màu như hạc vĩ rừng đâu ạ. Một cái dàn mầm gốc lên cực đẹp như vậy. Cái hạc vĩ thiên cung lự bố đảm bảo là hoa cực kỳ là đậm đà, rất là sáng luôn cô chú anh chị nhé. Đẹp, cô chú anh chị mình có thể cùng nhìn cho em cái mặt bông của dòng lan hạc vĩ thiên cung lự bố nhé. Cái sắc hoa cực kỳ là đẹp như thế này. Thì một chậu hạc vĩ thiên cung lự bố như vậy cũng rơi vẫy nhất là từ 7 thân trở lên cô chú anh chị ạ. Một cái chậu rất là sum xuê và hàng đang nụ đấy ạ. Thì em đang để giá có cũng chỉ có 100.000 cho một giò thôi. Nói chung là những cái bông hoa rất là đáng sưu tầm. Cô chú anh chị cùng nhìn lại em một lần nữa cái bông hoa giả hạc hoa hồng đỏ rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Đấy, cực kỳ là xinh luôn như thế này. Có một cái chậu rơi vào cả 7 thân mà giá chỉ 100.000 thôi ạ. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu lan giả khao oai. Thân nào thân đấy căng mướt luôn. Thời điểm bây giờ thì cây đã bắt đầu là đang nhú nụ rồi cô chú anh chị ạ. Đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Đó, có những cái thân nhú chi chít là nụ luôn này cô chú anh chị nhìn này. Bắt đầu là nứt chi chít là nụ luôn ạ. Đấy ạ. Đấy ạ, cô chú anh chị nhìn thấy đấy ạ. Nứt chi chít là nụ luôn có những thân này cô chú anh chị. Đó. Và một cái chậu lan đẹp như thế này ạ. Giả hạc. Một cái chậu giả hạc hao oai đẹp như thế này rơi ít nhất là 5 thân cô chú anh chị ạ. Trước đây thì em toàn bán là 140, 150 thôi. Hiện tại em để giá là 100.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. 100.000 cho một chậu này, có những thân này. Đẹp mộng mơ luôn cô chú anh chị ạ. Chi chít là nụ như thế này. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu lan trầm rồng đỏ nhá. Trầm rồng đỏ cô chú anh chị. Hoa thì hiện tại đang có vài bông nở mà thơm nhức cả mũi. Đó, thơm nức nở luôn ạ. Những cái mặt bông trầm rồng đỏ chắc là cô chú anh chị trước đây đã từng mua mỗi một thân cả vài trăm nghìn đúng không ạ? Còn bây giờ một chậu trầm rồng đỏ mà đang hoa, đang nụ. Đang hoa, đang nụ và đang mầm gốc rất là đẹp như thế này. Thì em đang để giá có 100.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Mà mỗi một chậu thì rơi ít nhất là 4 thân luôn đấy ạ.
chỉ có 100 nghìn thôi. Và sang bên này đây sẽ là trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi. Trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi nhé, chú ý chị nhé. Cái sắc hoa, một cái dòng lan với sắc hoa đỏ thắm và siêu thơm. Không phải tự dưng mà người ta gọi nó là trầm cổ đâu, mà đây là một trong những dòng hoa mà bền với thời gian, đã chơi, đã sưu tầm, đã có từ rất là lâu. Em bán một cái chậu trầm cổ như vậy, đang nụ nhá cô chú anh chị nhá, đang nụ và đang mầm gốc cực đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Rơi từ ít nhất là 5 thân, em đang để giá là 120.000 cho một giò như vậy. Cô chú anh chị nhìn này, đó, có những cây nụ nhỏ và mầm gốc của nó cũng sẽ thấp hơn đẹp. Và đây là cái mặt bông của dòng trầm cổ đây cô chú anh chị nhá. Cái sắc hoa đỏ thắm rất là đẹp như thế này. Đấy, một chậu rơi thì ít nhất là 5 thân mà em đang để giá có 100 nghìn cho một chậu thôi ạ. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan kiều. Những cây kiều em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái giống kiều mà cực kỳ là quý. Đó là những cây lan kiều tím Yên Tử cô chú anh chị nhá. Một trong những dòng kiều tím phải nói là có giá trị và quý nhất trong tất cả những cái dòng lan kiều tím, với bông hoa tím đậm cực kỳ là đẹp. Đây là một số cái mặt bông kiều tím Yên Tử đã sổ. Đã sổ đây cô chú anh chị nhìn này. Tím đậm đà cực đẹp như vậy đấy ạ. Đó, bông hoa đẹp, một lung linh trong nắng tuyệt vời như thế này. Và một cái chậu lan kiều tím Yên Tử như thế này này, cô chú anh chị có thể thỏa mãn đam mê của mình để sở hữu những cái chậu lan kiều tím rất là đẹp như thế này với giá chỉ 150.000 thôi ạ. Và sang bên này đây thì em có cả những cái cây kiều tím Thái cô chú anh chị nhé. Riêng những chậu kiều tím Thái thì cô chú anh chị mình không phải lăn tăn về cái độ đậm của cái dòng kiều tím này đâu ạ. Mà cây này thì sinh trưởng và phát triển cực kỳ là khỏe luôn. Cô chú anh chị với những cái chậu kiều mà em đang bán ở đây thì chắc chắn là cô chú anh chị chỉ cần một năm thôi nó cũng sẽ đạt đến độ đẹp như thế này rồi cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu lan kiều như thế này này, và đây là cái mặt bông của dòng lan kiều tím Thái nhé, hàng đã sổ tại vườn nhà em đây ạ, kiều tím Thái đây ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiều tím Thái này cô chú anh chị này. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng kiều tím Thái ạ. Chắc chắn rằng nó không làm cô chú anh chị mình thất vọng luôn. Cái mặt bông của dòng kiều tím Thái đây cô chú anh chị nhé. Đây ạ. Đó, đây là bông, những cái bông hoa kiều tím mà đã sổ tại vườn nhà em. Đây cô chú anh chị. Đó, đảm bảo cô chú anh chị rằng là xinh đẹp và tím đậm đà như thế này. Một chậu kiều tím Thái thân mập nù ú như thế này nhá chú anh chị. Giá em đang để là có 110.000 cho một giò thôi. Cái hàng này thì về chắc là cũng chỉ trong thời gian rất là ngắn thôi, có thể cho cô chú anh chị những cái chùm hoa cực kỳ là đẹp rồi. Thân to, rất là to, mập và đẹp. Đấy ạ, cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm những cái tác phẩm kiều tím Thái mà người ta đã trồng, nó đẹp như thế này cô chú anh chị. Với hoa thì sai chi chít luôn, và hoa cực kỳ là đậm đà như vậy. Bông nào cũng như bông nào nó đẹp xuất sắc như thế này. Đấy, thì một chậu kiều tím như vậy với giá chỉ có 110.000 thôi nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều vuông lộc bắc cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những cái chậu kiều vuông lộc bắc phải nói là siêu đẹp. Những cái chậu này nếu như đúng hàng Tết mà kích hoa thì giá của nó phải là tiền triệu chứ không phải là tiền, không phải là tiền trăm nghìn đâu ạ. Một cái chậu kiều vuông lộc bắc hơn cả chục thân như thế này, em đang để giá có 200.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Kiều vuông lộc bắc ạ. À, sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái lô hoàng nhạn 4N cô chú anh chị nhé. Mà vừa về phải nói là siêu đẹp luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em cái bản lá của nó ở trên lòng bàn tay của em ạ. Quá là mê cô chú anh chị nhé. Riêng dòng hoàng nhạn 4N cái lô này về đẹp mê mẩn luôn. Cây rơi vào ít nhất là 6 cặp lá. Cây rơi vào 6 cặp lá, 2, 4, 6 cặp lá mỗi một cây. Đó, phải nói là đẹp mộng mơ ạ. Quá vip luôn cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị có thể chơi lan nhiều thì chắc là không lạ gì những cây hoàng nhạn 4N này rồi. Những cây nhạn 4N không thể chê vào đâu được, quá đẹp luôn. Thì một cái dòng nhạn, chậu nhạn 4N đẹp mộng mơ như thế này em xin phép được bán với giá chỉ có 190.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Riêng những cây này thì những nơi khác người ta không bán dưới 300.000 hay là 250.000 một cây đâu ạ. Cây rơi vào ít nhất là 6 cặp lá. Và giá xin nhắc lại, giá sẽ là 190.000 cho một cây. Cô chú anh chị nhìn cho em nhé. Đó, cảm thấy ưng thì cô chú anh chị có thể đặt hàng. Cô chú anh chị có thể lấy cả một cặp đôi với số tiền là 380.000. Cô chú anh chị có một cái siêu phẩm, một cái siêu phẩm hoàng nhạn vô cùng là đẹp. Đây ạ. Cô chú anh chị nhé, cây nào cũng như cây nào, 10 cây như một cô chú anh chị ạ.
lá to cực kỳ là đẹp. Và bên này đây vẫn là những cây nhạn 4N này. Những cây nhạn 4N mà hàng này thì rất là nhiều cặp lá luôn cô chú anh chị nhá. Tuy nhiên thì cái lá của nó sẽ không đạt to như cái hàng bên kia. Em đang có những cái chậu này cô chú anh chị mình, những cái chậu này cô chú anh chị để vào trong trồng vào chậu thì cũng là một cái cây lan rất là giá trị. Cái hình này gọi là hình số 8 này. Hình số 8 này em xin phép được bán 190.000 nhá. Hình số 9 180 này. Hình số 10 với giá hình số 10 này. Hình số 10 và hình số 11 nó hơi lỗi lá nên em không bán nữa. Hình số 12 này cô chú anh chị này, hình số 12 180.000 và hình số 13 160.000 và hình số 14 150.000. Hình số 15, cái hình số 15 này em xin phép được bán với giá chỉ có 150.000 thôi. Và hình số 16 cũng rất là đẹp với giá 180.000 đấy ạ. Và bên này đây thì em còn có duy nhất một cái chậu nhạn nhá, cô chú anh chị nhá. Duy nhất một cái chậu nhạn. Nhạn thuần vườn ạ. Nhạn rừng mà thuần tại vườn ạ. Và cái chậu nhạn hình này em gọi là cái hình số 7 nhá. Chậu này thì giò này thì có cả ba cây lớn và một cây nhỏ, em xin phép được bán. Chậu này duy nhất em được bán với giá sẽ là 220.000 cho giò này đấy ạ. Ba cây ạ. Cô chú anh chị cùng nhìn lại cho em một cái lô kiều tím yên tử rất là đẹp như thế này. Chậu kiều tím yên tử một trong những dòng lan kiều phải nói là rất là giá trị, cực kỳ là quý. Em đang để giá có 150.000 cho một chậu kiều tím yên tử như vậy thôi. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây chè cô chú anh chị nhá, cây bạch trà cổ ạ, cây bạch trà cổ. Thì hôm nay em về cái hôm qua em vừa về một cái lô bạch trà cổ mà cây cực kỳ là khỏe và đẹp luôn. Đây là hàng cây giống nhá cô chú anh chị nhá. Cây giống thì cái chiều cao của nó cũng từ trên hơn 20 cm rồi và cây rất là cứng cáp và khỏe như thế này. Thì một cái cây bạch trà cổ hàng giống như vậy em đang để giá có 18.000 cho một cây thôi. Và bên này thì em còn có cả những cây bạch trà mà đã được trồng trên 2 năm rồi cô chú anh chị nhá. Trên 2 năm rồi cây rất là khỏe và đẹp như vậy. Thì một cây như vậy em đang để giá là 80.000 đó. Và ngoài ra thì em còn có cây lan tiêu này cô chú anh chị này, cây lan tiêu. Cây lan tiêu này cũng là cây giống nhưng mà rất là cao và rất là đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Cây lô lan tiêu này về thì phải nói là đẹp mê. Đó, cây này chắc cũng phải trồng được hơn 1 năm rồi. Cây chiều cao của nó phải tầm đạt trên 30 cm rồi nhá. Thì một cái cây lan tiêu như vậy em đang để giá có 18.000 thôi cô chú anh chị ạ. 18.000 thôi ạ. Và riêng cái cây lan tiêu này thì không biết là cô chú anh chị nào đã nếu mà cô chú anh chị nào mà đã từng thưởng thức mùi hương của nó rồi thì biết. Chỉ cần trong xóm có một cái giò lan tiêu thôi thì thơm khắp cả xóm luôn. Cái mùi hương của dòng lan tiêu này rất là thơm cô chú anh chị nhá. À, sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái mã màu hoa của dòng cát. Mã hoa màu cát đỏ rực rỡ đó là cát cẩm tú cô chú anh chị nhé. Cái màu sắc của nó đỏ rực rỡ như là quả tú cầu luôn ạ. Đỏ tươi rất là đẹp và hoa chùm. Thì một cái chậu lan cát cẩm tú là một cái bầu rất là một chậu rất là sum suê như thế này này cô chú anh chị. Cây rất là khỏe luôn cô chú anh chị nhé. Đã sổ hoa và hàng hoàn toàn là hàng tem hết, bảo hành mặt đông. Em đang để giá một chậu như vậy với giá là 110.000. À, bên này cũng là những cái chậu lan cát này. Và hàng này thì sẽ là cái hàng mặt hoa sổ số nhá. Hàng này hàng mặt hoa sổ số, chậu cũng là một bụi rất là to. Nhưng mà riêng cái dòng cát thì cô chú anh chị biết rồi. Riêng cát thì cái mặt bông nào cũng đều rất là đẹp, mã màu nào cũng rất là đẹp. Em đang để giá một chậu cát như vậy với giá có 80.000 mặt hoa sổ số nhá. Em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị thêm một cái loại hoàng nhạn nữa. Thêm một cái loại hoàng nhạn nữa đó là dòng lan hoàng nhạn An Ba hay còn gọi là hoàng nhạn Va nhé cô chú anh chị nhé. Mỗi một cái cây lan hoàng nhạn An Ba, hoàng nhạn Va đã trồng trong chậu và nhiều cặp lá xinh đẹp như này em đang để giá có 120.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đây là những cái giò nhạn An Ba mà nhà vườn đã trồng thuần đấy cô chú anh chị. Dạ, riêng một cái chậu nhạn An Ba như thế này thì giá có thể lên đến cả vài triệu đồng nhé cô chú anh chị nhé. Vài triệu đồng luôn đấy ạ. Thì ở đây em đang để giá một cái cây nhạn An Ba như vậy giá có 120.000 thôi cô chú anh chị. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng lan vũ nữ cũng rất là xinh đẹp mà hoa siêu bền ạ. Đó là dòng lan vũ nữ hoa vàng cô chú anh chị này. Nó cực kỳ là bền hoa và hàng thời điểm bây giờ thì đang nụ chi chít như vậy nhá. Mỗi một cái chậu này có thể có hai cần hoa hoặc là một vòi bông nhá. Chậu mà có hai vòi bông ạ, em xin phép được bán với giá là 100.000. Đó, mặc dù chỉ có một hoặc hai vòi bông thôi nhưng mà cây cái vòi hoa với vòi hoa vươn cao cả 50 cm trên 50 cm mà phân cả chục nhánh như thế này cũng đủ làm cho không gian rất là xinh đẹp rồi ạ. Giá là một chậu hai ngồng thì sẽ là 100.000 và một chậu là một ngồng nhá thì em xin phép được bán với giá là 90.000. Sang bên này đây sẽ là dòng lan vũ nữ hổ vàng cô chú anh chị ạ. Dòng vũ nữ hổ vàng với những cái bông hoa một bông hoa thôi gần như là chiếm trọn cả lòng bàn tay của em ạ. Bông hoa cực kỳ là to và xinh đẹp vô cùng như thế này này.
Đó, cô chú anh chị nhìn cho em rất là to và đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Một cái chậu lan vũ nữ hổ vàng mà nó rất là to khủng và nhiều cái giả hành như thế này, đảm bảo cô chú anh chị mình rằng không chỉ thưởng thức hoa trong một năm một lần, một năm mà cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa liên tục nhé. Như cái vòi bông này vừa rồi, như cái vòi bông này thời điểm hiện tại đang có đến cả hai cái vòi hoa, hai cái mầm hoa đang đang nhú lên này. Cái vòi bông thì hoa thì rất là bền. Và một cái chậu lan vũ nữ hoa vàng, vũ nữ hổ vàng đẹp như thế này, em đang để giá chậu có một vòi bông ấy ạ, thì em xin phép được bán có 150.000 thôi cô chú anh chị nhé, siêu rẻ luôn ạ. Và chậu có từ hai vòi bông trở lên em bán với giá là 170.000. Riêng những chậu và lan vũ nữ hổ vàng to đùng cách mạng như thế này không ai người ta bán 150, một trăm rưỡi đâu ạ, chắc chắn phải ít nhất là phải 200.000. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những chậu giáng hương đuôi cáo, giò giáng hương đuôi cáo này. Cái giò này gọi là cái giò số bao nhiêu nhỉ, giò số 17 nhá cô chú anh chị nhá. Một cái khúc cáo thì trụ cáo em đã trồng thuần rất là lâu rồi tại vườn, với ba cây đẹp khỏe như vậy em đang để giá 180.000. Chậu tiếp theo sẽ là chậu số 18 này, chậu này em bán là 140 nhá, hai cây rất là to đẹp. Và chậu số 19, ba cây này 140, và chậu số 20 cũng 140, chậu 21 cũng 140 và chậu 22 cũng 140. Đó, em còn có vài cái chậu cáo với cái giá rẻ như vậy thôi nhá. Giáng hương tam bảo sắc em có duy nhất hai chậu đấy ạ. Chậu số 1 với giá 150.000 và chậu số 100.000 chứ, chậu số 2 cũng 100.000. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan gì đây nhỉ? Đây sẽ là những cái chậu lan thanh đạm sữa ạ. Hoa cực kỳ là bền với những chùm hoa trắng sữa rủ dài như vậy. Một cái chậu lan thanh đạm sữa như thế này em bán là 100.000 cho một chậu nhá. Một cái chậu mạc xuân ạ. Duy nhất một chậu mạc xuân cô chú anh chị nhá, em bán 100.000 cho cái chậu mạc xuân này. Và bên này ạ, một cái chậu quế lan hương nhá cô chú anh chị nhá. Bán chậu quế lan hương này với giá 150.000. Cây này thì em đã trồng thuần rồi và cái rễ thì đang phát triển đang đang nhú rễ như thế này nhá, 150.000. Cái này đây thì em đang có những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông em có đủ size luôn, 1 2 3 4 vỏ thông vụn, đồng giá 20.000 cho kg và rêu rừng sẽ là 50.000 trong kg nhá. Giớn vụn 40.000 trong kg, 1 kg giớn vụn được siêu nhiều luôn ạ. Bên này thì em có cả những cái bảng giớn nữa cô chú anh chị này, bảng giớn kích cỡ là 13 với kích cỡ 13 30 đấy ạ. Với giá em bán là 15.000 và kích cỡ 20 30 với giá 18.000 và kích cỡ 18 40 với giá sẽ là 22.000. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhé. Super thai hóc môn tăng trưởng 50.000 cho một lọ, Atonic 12.000 cho một gói. Và B1 Thái với giá 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ, liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000, siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 ạ, và ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Cát tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ và thuốc đặc trị côn trùng với giá 80.000 cho một lọ nhé. Chicho để ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi ạ, phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi và phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ vịt chuối, phân châu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000 cho một túi 1 kg. Với sản phẩm phải nói cực kỳ hoàn hảo bởi ngoài phân châu thì còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa nên là cung cấp cái giá trị dinh dưỡng tối ưu và hạn chế nấm bệnh rất là tuyệt vời luôn ạ. Bên này thì em còn có thêm cả cái sản phẩm phân dê. Cái phân dê này đã qua xử lý nhá. Với giá em đang bán là 18.000 cho 1 kg thôi. Phân bên này là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000 cho một lọ cô chú anh chị nhá. Hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt như vậy. Và cô chú anh chị biết rồi đấy ạ, từ những cánh hoa hồi thì người ta có thể cho vào món ăn, tạo hương vị, tạo đồ ngọt đúng không ạ? Và từ những cánh hoa hồi đó thì bên em đã chiết xuất ra những giọt tinh dầu hồi như vậy. Chắc chắn rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị những cái công dụng dược liệu vô cùng là tuyệt vời ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng mà hiện tại bên em đang có nhé. Mà cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.